bạn không ơi? Rồi, đúng không? Có chân bả nha, mấy này có chân bả đó nha. Hôm nay bạn Homie là đi tham quan trong nhà sách đúng không Homie ha? Nhà sách trong siêu thị Lotte Mart ha. Ờ đúng rồi, đi kiếm cái giải câu đố Homie ha. Đúng không? Đúng rồi đó, mà thấy đúng rồi đó. Wow, cái gì đây? Mật ngữ, ghê thiệt. Đúng rồi. Đừng chen nhau nha. Cẩn thận thôi. Trời ơi, lớp nhà xem trời quá. Hay quá ta, trời.
Eric, con đứng yên nữa đây. Mấy con xe chồng thì mới có tiếng đâu sáng giờ đó. Mày nhìn ba nè. Đừng ngước mặt lên mày ơi, đừng ngước mặt lên, nó dính vô mặt á mày ơi. Nhìn ba đi mày ơi. Hôm nay. Hôm nay xin ra mày. Đừng có đi lại gần người ta chụp hình. Ủa, có tiếc.